Chào các bạn đã quay trở lại kênh mình nhá. Hôm nay mình lại quay vào rừng để đi bắt ong các bạn ạ. Hôm nay đi cùng với hai đại sư phụ các bạn. Hôm nay đi với hai đại sư phụ các bạn nhá. Đường gian khổ các bạn. Đấy. Hai sư phụ đang đi đấy, xuống vực này bạn. Đấy. Dưới kia là suối các bạn nhá. Vâng, cho lên đấy. Rồi các bạn nhá, rồi đến tổ ong các bạn nhá. Đấy các bạn. Tổ ong ấy. Mình phải leo sang cái cây bên cạnh nha các bạn nhá. Bằng ngang với nó luôn. Đó, bằng ngang tổ ong. Hai sư phụ đang ở dưới chuẩn bị các bạn nhá. Đang chuẩn bị đồ để chuẩn bị leo đánh nha bạn nhá. Hai sư phụ. Hôm nay đi với hai đại sư phụ luôn. Còn hai cao thủ kia hôm nay đi hướng khác các bạn nhá. Trời này lắm quá bạn. Trời tối tối trời muốn mưa các bạn. Ôi. Đấy tổ ong bên kia. Đây, hai sư phụ đang chuẩn bị nha bạn nhé. Đốt lửa, đốt đóm, đốt riếc để mang đánh nha. Tắm nha bạn nhé. Đây, ông chú ông đang leo lên nhé các bạn. Sư phụ đang ngồi, đang đưa khói nhé các bạn nhé. Đang đưa khói lên. Đưa được rồi nhé. Chúa đang leo. Cứ giật nó dọa xù xù đi mà. Nó khói ra đây. Nó kêu u u u. Cháu tưởng cái gì. Ong ra này. Ong ngon nêu. Tầng trắng tinh. Ôi. Ồ mà đẹp hết. Ui, bầu mật. Ui, kinh khủng luôn. Bầu mật to đùng luôn. To đùng luôn. Nhưng mà chưa biết. Ơi, bầu mật này bạn. Ui. Mật khủng luôn nhớ bạn nhé. Ông chưa tích nhậu nào. Trần trắng tinh. Quá đẹp luôn. Trần trắng tinh. Đây tầng này nhá bạn nhá. Ôi, tầng trắng tinh à. Bầu mật to đùng kìa. Dạ bạn nhá. Tầng rất đẹp nhá bạn nhá. Bầu mật đẹp luôn. To đùng luôn, bầu mật nhá. Đấy, anh chú đang leo đến đây rồi bạn nhá. Rồi chuẩn bị cắt nhá bạn nhá. Để mấy miếng quá này. Nó có mỗi một tí nhộng rồi. Mới làm được một đẻ mà ít quân. Ở gì này? Đấy nhớ bạn nhá. Tầng trắng tinh. Ôi tổ ong mới vào nhưng mà mật rất nhiều nhá bạn nhá. Đồ mật đấy. Rồi đây. Rồi còn mỗi cành này này. Còn cái đầu đầu ấy. Yeah. Vâng. Cho hỏi chút.
hơi to luôn nha mọi người, khổng lồ nó khủng luôn, mới về nó rất khủng. Đây các bạn nhé. Đấy, ông chú ông đã cắt nha bạn nhé. Đấy. Tầng ấy tầng ghé hả chú? Tầng mẹ vứt đi đâu đèn để đấy. Hả? Thang vứt đi đâu làm gì đó ở đó. Đấy, đang cắt đây nha bạn nhé. Cho đi đâu, cho là làm đi chỗ khác là làm. Đấy, tầng rất đẹp nha bạn nhé. Đấy, quá đẹp luôn, tầng. Có nhộng không? Có một ít. Ngon lắm nhưng mà mẹ đéo có gì đựng. Hết bầu mật kìa bạn nhỉ, hết bầu mật khủng chưa? Ý, bầu mật đấy. Nhanh nhanh nó bầu vào hút hết rồi. Hết là ra đi. Cắt đi, cắt đi. Cắt tầng vứt đi nhá bạn nhỉ. Lấy mỗi bầu mật thôi bạn nhỉ. Nói lại xúm lại rồi. Tầng siêu khủng luôn. Bây giờ chú cho bao để sẽ bị bẻ cho bạn nhé. Úi, bầu mật đấy. Một phát luôn. Cắt mật đấy nha. Bao to. À, bao to. Úi, mật đây các bạn ạ. Nhiều mật thế cơ mà. Úi. Ôi, mật đấy. Mật nó chảy khiếp đấy mà. Đấy, mật với nhau bạn. Đấy. Tổ này chắc được tầm khoảng 9 cân bạn. Tổ này tầm 9 cân bạn. Thế mà có con đốt luôn cơ mà, kinh thật. Có con vẫn sơi áo bác Tập ạ. Đấy nhờ bác nha. Đấy, ông chú ông ấy cho bao nhá bạn nhá. Đấy, giờ chuẩn bị xuống nhá bạn nhá. Vừa bị đốt mấy phát bạn ạ. Vừa đốt mấy phát bạn ạ. Không. Rồi, các sư phụ đang xuống các bạn nhé. Đấy. Yeah. Đấy. Sư phụ ơi. Đấy. Đấy, ông rất lớn. Đấy. Đấy, mật bầu mật nha. Đấy. Chú ông cõng, ông chú ông cõng. Đấy. Đấy, đang xuống nha bạn nhé. Giờ đi về bạn ạ. Đánh những tổ ong. Quá vất vả bạn ạ. Không đơn giản. Anh mấy tổ to. Nè, giờ xuống núi nha. Thầy trò xuống núi. Đây là quay mới sướng, để nó quang này này. Vâng. Quang nấn luôn 1000 cây đa đó này. Nó quang mới sướng. Ôi, mật rồi. Đây, mật nha. Mót tổ nữa. Suối đẹp đấy các bạn. Suối chảy róc rách rất đẹp nha bạn. Suối rất đẹp. Còn mình như đây kết thúc nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhá. Xin chào. Xin chào.